Hệ thống trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh IOC là giải pháp công nghệ thông tin do tập đoàn VNPT nghiên cứu, phát triển, góp phần hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia. Trung tâm IOC được xây dựng dựa trên ứng dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có thiết kế với khả năng chịu tải cao, sẵn sàng mở rộng quy mô cùng khả năng bổ sung, điều chỉnh tính năng linh hoạt, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Trong năm 2020, tập đoàn VNPT đã phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan thiết kế, xây dựng, đưa vào vận hành trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết nối với trung tâm điều hành của các bộ ngành địa phương, trở thành thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh, xây dựng vận hành IOC của Chính phủ. Thời gian qua cũng đã thúc đẩy các tỉnh hình thành IOC cấp tỉnh. Đến nay, trung tâm IOC đang được VNPT triển khai cho gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước, phục vụ hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các địa phương, đồng thời là một trong những bước đi đầu tiên của quá trình chuyển đổi số chính quyền và xây dựng đô thị thông minh. Chúng tôi đã có những cái nghiên cứu nghiêm túc từ những cái quốc gia đã triển khai thành công hệ thống dữ liệu để giúp cho chính phủ điều hành trên cơ sở những cái nền tảng công nghệ mà VNPT làm chủ. Chúng tôi đã tiếp cận để xây dựng một cái hệ thống báo cáo giúp cho chính phủ, thủ tướng chính phủ có thể điều hành quyết sách của mình trên những cái dữ liệu thực tế. Tại tỉnh Đắk Nông, sau 2 tháng triển khai thi công lắp đặt, cuối tháng 10 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Đắk Nông vận hành thử trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh. Trung tâm IOC được đặt tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông với các hệ thống máy móc kênh truyền. Trong giai đoạn đầu xây dựng, hệ thống có khả năng giám sát quản lý từ tổng quan đến chi tiết ở 7 phân hệ, nhóm lĩnh vực, gồm thống kê các số liệu chỉ tiêu về tình hình kinh tế xã hội, thống kê giám sát thông tin ngành y tế, thống kê giám sát thông tin ngành giáo dục, thực hiện giám sát lĩnh vực môi trường, thực hiện giám sát hành chính công, giám sát phản ánh hiện trường, giám sát về tình hình an ninh trật tự, hệ thống camera thông minh giám sát đô thị trực tiếp. Thì trong quá trình gần 2 tháng, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả tập trung nguồn lực của toàn ngành để mà tập trung cho cái xây dựng cái trung tâm điều hành IOC của cấp tỉnh. Đến nay thì về cái dữ liệu cũng như là cái thiết kế theo như hồ sơ thì chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ cơ bản hơn 90%. Trung tâm công nghệ thông tin của tỉnh và cái sự hỗ trợ của IT của ngành thì chúng tôi cũng đã xây dựng được tất cả các cái thiết kế từ cái màn hình chung rồi tới các cái KPI của các cái sở ban ngành. Cơ sở dữ liệu của từng cơ quan, từng đơn vị sau khi hình thành được cơ sở dữ liệu rồi thì nó sẽ tích hợp về đây và để xử lý, và xử lý xong rồi sẽ ra những cái câu bài toán rất là đáp án để cho lãnh đạo chỉ đạo, trên cơ sở lãnh đạo sẽ chỉ đạo điều hành. Trung tâm IOC nó sẽ càng ngày nó càng phát triển và kéo theo đó là cái sự điều hành của lãnh đạo sẽ kịp thời hơn và chính xác hơn, và người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ cái này. Tại buổi vận hành thử, bên cạnh việc nắm bắt tổng quan vận hành và phương thức tổng hợp phân tích số liệu của trung tâm IOC, lãnh đạo các sở ngành đơn vị trong tỉnh cũng đã góp ý nhằm bổ sung, hoàn thiện giao diện cũng như một số thông số liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý, đồng thời trao đổi một số vướng mắc liên quan đến trách nhiệm và thời gian cập nhật thông tin của ngành để góp phần vận hành IOC hiệu quả. Để phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh cũng như là cái vấn đề mà cập nhật truy cập thông tin của người dân, thì cái phần mà xử lý cái số liệu thô từ các địa phương, từ các sở ban ngành, trên cơ sở đó thì sở cái đầu tư tổng hợp để mà cung cấp kịp thời cho cái hệ thống thông tin của trung tâm điều hành thông minh rất là quan trọng. Và cái điều này đòi hỏi thì cái việc phải có một cái quy chế phối hợp, quy định trách nhiệm rất rõ ràng.